Còn đây là nhà ga Nanxi nè bà con. Xe lửa đó, bến xe lửa của Nanxi đó. Ví dụ mình muốn đi Paris, mình muốn đi Paris, muốn đi đâu này nọ đó là nó lấy xe lửa ở đây. Đó, đây là trạm xe lửa ở đây, ngay cửa chính luôn. Nhà ga Nanxi ở đây. Trung tâm của nhà ga ở đây. Bây giờ tới trung tâm nhà ga của Nanxi ở đây. Bây giờ mình đố cho quý vị đón biết nè, cái tầng lầu này được bao nhiêu tầng. Quý vị đón thử coi tầng lầu bao nhiêu tầng. Đó, quý vị đón coi cái tầng lầu này là bao nhiêu tầng nha. Đó. Từ dưới nè. Đó, lên. Bao nhiêu tầng, quý vị đón coi bao nhiêu tầng nha. Quý vị cho góp ý kiến cho bà con nha. Đó, đây là tại nhà ga của Nanxi. Bao nhiêu tầng, bà con đón được bao nhiêu tầng không? Tôi ở đây chứ không biết được, mấy chục năm ở đây chứ còn không biết được là nó bao nhiêu tầng nữa, chưa bao giờ đếm nữa. Đây là trung tâm vô nhà ga. Đây là khung cảnh của nhà ga ở đây. Nhưng có cái tầng lầu này là cao nhất à. Múc múc luôn ở tầng lầu ở đó mà không biết là nó bao nhiêu tầng. Hồi xưa là mình cũng là từng làm ở nhà ga này 7 năm, 6 năm làm ở nhà ga này đó, gác gian nhà ga này đó. Nói chứ làm gác gian nhà ga cực lắm bà con ơi. Nó làm tức đêm tức hôm dữ lắm. Mà gặp mấy ông bà trận là thôi phiền phức lắm. Đây là khung cảnh rồi. À, giờ này cũng ít có người thấy không? Nhà ga. Allez-y. Đây là ở Bâtiment. Quay phong cảnh nhà ga cho quý vị xem. Chưa đi sinh nè, đi vòng vòng đi sinh. Ủa mấy thằng làm biến trẻ không ạ? Đây là những công viên chơi rồi đó. Đây là quán nước ba. Đường đây mình đi về, đi vô nhà ga. Đây con này con Nhật tàu ở đây. Tàu về đây vẫn cũng sexy lắm mà thấy không? Về thấy không? Đầu đít con gan à, bằng bận đầu đều đi coi đã không? Đúng không? Rồi giờ mình đi dài xuống như ấy nha. Ok. Kìa. Đây là khung cảnh nhà ga đó, hồi trước là đâu có đâu, bây giờ làm đường hầm của nhà ga xe nó đậu luôn đó. Hồi trước mình làm hồi trước là không có, làm hồi trước thì nó không có cái này đâu, cái này là mới sau này thôi. Đây là khung cảnh bon. Đây là quán nước. Bây giờ nó làm lại lâu quá, còn không ra đây, giờ làm lại thấy đẹp, cảnh đẹp dễ sợ. Qua làm lại thấy cảnh đẹp. Hồi trước đâu có này đâu, chứ làm đâu có này. Giờ làm ra đây có phong cảnh nè, thấy phong cảnh này đẹp không? Đây nè, làm để bàn ghế ngồi thấy không? Nè cũng vắng queo thấy không? Hết tiền rồi, bà con hết tiền rồi. Nói chứ... trong tầng nó vắng lắm bà con, trong tầng nó rất là vắng. Đó, đây là mình về cảnh trung tâm nhà ga này, nhà băng này đó. Đó, đây là trung cảnh nhà ga.
Đây là mình vô cổng nhà ga nè. Bắt đầu mình đi vô đó là vô ngay luôn. Vô ngay cổng nhà ga luôn. Đây là trạm xe tham xe điện á, đây là trạm xe điện á, kêu xe tham cho bà con biết đó. Đây là trạm xe điện đó, trạm xe điện nè, xe đó nó hết làm việc rồi. Đây là dài nó là trạm xe điện đó. Vô đây là cổng đó, đây là tòa nhà cao nhất của Nancy đó. Đây, quay xuống đây con coi, đây là đó đường xe lửa đây. Đây nè, trong đây là phòng bán vé xe lửa. Đây là bên kia về ga điện trong này nọ bên kia. Đây là đường xe lửa. Bán vé này nữa đó. Đây là xe lửa nè con. Giờ đang chạy đó. Trên cái mùi nó để máy móc một trống trơn á, không đó. Đây là đường đại xe lửa của Nancy đó. Bây giờ mình đi là Paris, đi đâu này nó đó là cứ lấy xe lửa ở đây là đi đó. Đây là ga đường Nancy. Tấp nập ha. Ok. Đây đó là nhà ga Nancy, xe lửa đậu đầy hết bên đó, theo đó, cảnh xe lửa đậu bển. Mình đi qua cho bà con coi nha. Bước xe rồi. Nè thôi video này mình xin tạm dừng nha. Chúc bà con nha. Ok. Đó là xe lửa. Ok. Bye bye.